Xin chào quý khán giả của ship.vn. Mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Guess. Đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship. Đây là một mẫu bốc hàng được một vị khách tại tỉnh Đắk Lắk ở nhà ship mua hộ. Kiện hàng này được mua vào ngày 14 tháng 4. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 5, là nó mất khoảng 16 với 2 là 18 ngày. Nó bay từ thành phố New York, bay từ quận Brooklyn, thành phố New York, bay sang thành phố Rancho của tiểu bang California, sau đó từ Cali nó bay về tới thành phố Hồ Chí Minh. Kiện hàng này nó bay từ New York sang Cali là bằng dịch vụ bưu điện Mỹ USPS. Đây là số check-in. Những cái thông tin check-in này nó sẽ được thông báo liên tục qua email khi mà các bạn nhờ ship mua hộ, để các bạn nắm được hành trình kiện hàng của mình nó đi tới đâu. Với lại thông tin check-in trong email các bạn copy, nó lẹ hơn là các bạn gõ từng số. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau cắt cái box này. Xem bóc này chưa được cắt luôn. Một số trường hợp chúng tôi sẽ cắt bóc tại Cali, một số trường hợp sẽ chuyển tiếp luôn về tới Việt Nam mới cắt bóc kiểm tra. Chiếc này nó có giá cũng vừa phải nên chúng tôi đã chuyển tiếp luôn. Đây là một mẫu vị khách này họ săn sale trên trang Yumashop, sau đó nhờ ship mua hộ. Các bạn đặt một lần mua một lần hai chiếc này nó giống nhau nên chúng tôi sẽ review một chiếc thôi. Các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Chúng ta sẽ cất một chiếc qua một bên, giữ lại một chiếc thôi và cất cái miếng giấy này qua một bên luôn. Đó. Đây là chiếc box của thương hiệu Guess. Guess là một thương hiệu của Mỹ, được thành lập bởi hai anh em nhà Marciano. Đó, hai anh em này đã rời cái miền Nam nước Pháp và đi đến Mỹ và muốn để thực hiện một cái giấc mơ Mỹ, thì họ đã quyết định khởi nghiệp tại tiểu bang California. Thì hai anh em này người ta định hình lại cái phong cách denim, tức là những cái loại quần, những cái loại vải. Đầu tiên là cái thương hiệu này họ thiết kế ra những cái chiếc quần jean bó sát, và cái thiết kế đó là được một cái cửa hàng tạp hóa chào đón. Cửa hàng tạp hóa đó là đặt 20 chiếc để về bán thử, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi thì 20 chiếc đó đã được bán sạch khỏi tất cả các kệ hàng của cái cửa hàng tạp hóa đó. Đó thì cái câu chuyện thành công của thương hiệu này đã bắt đầu từ đó. Thì từ đó về sau thì thương hiệu này nó hiện nay là nó đã trở thành một cái thương hiệu toàn cầu, mang lại cái phong cách sống là trẻ trung, gợi cảm và phiêu lưu. Và hiện tại thương hiệu này đã xuất hiện, đã cung cấp sản phẩm cho khoảng hơn 80 quốc gia trên thế giới. Đó. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái chiếc đồng hồ này của thương hiệu Guess. Đây là cái chiếc box rất là quen thuộc của Guess. Bên phải đây là cái tem của Yumashop. Ở đây là cái bảo đầu tiên là tên của cái series này là thuộc series là Chancy, 30mm là đường kính, WTZ là watt, SS là stainless steel, giá niêm yết là 165 đô. Còn với đây là mã sản phẩm. Cái mã sản phẩm này các bạn chỉ cần gõ cái trừ với kép 1209L2 vào Google là chúng ta sẽ tìm được thông tin của cái chiếc đồng hồ này. Ở dưới là những mã vạch chúng ta không quan tâm. Đây, sau khi mở bóc chiếc đồng hồ này, nó cái mặt nó quay xuống dưới rồi. Bên trong nó là một cái gói, một gói màu xám. Ở dưới là một cái thẻ nhỏ để nó hướng dẫn cho chúng ta cách để truy cập. Thường là những cái đường dẫn website. Đây các bạn thấy guesswatch.com nè, customer help. Chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn này để chúng ta sẽ được hỗ trợ. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc Guess có size là 30mm. 30mm là nó thuộc nhóm là size nhỏ. Thường nữ người ta đeo là thường từ size trung bình là từ 32 đến 35. Ở đây là chỉ 30 thôi. 30 là nó dành cho những bạn nữ nào thích những cái size nhỏ. Cái độ dày của nó là chỉ có 8mm. Thường những mẫu đồng hồ watt á, còn ở Việt Nam hay gọi là đồng hồ pin, thì nó có độ mỏng, độ dày nó rất là mỏng. Ở đây là chỉ 8mm, nó mỏng hơn cái độ dày trung bình. Thường những chiếc đồng hồ độ dày trung bình của nó là 10, ở đây chỉ có 8 thôi. Ở đây là cái điểm nổi bật nhất của chiếc đồng hồ này, đó là nó được mạ màu vàng hồng từ dây cho tới khung vỏ. Được tất cả đều được mạ vàng hồng hết, nấm cũng được mạ vàng hồng luôn. Chỉ có cái mặt số là màu trắng là nó không được mạ.
cái khóa cũng vậy, cái khóa hay nó còn màu trắng, cái mặt sau thì cũng vẫn còn màu trắng này đó. Nó chỉ mạ bằng dây không vỏ và núm, kim cũng được mạ, cọc số cũng được mạ luôn đó các bạn. Mẫu đồng hồ này thì nó có thiết kế, các bạn thấy thiết kế rất là tối giản, là thiết kế theo phong cách cổ điển. Thường thường những mẫu đồng hồ mà có phong cách cổ điển người ta thiết kế rất là tối giản, tuy nhiên cái tối giản đó người ta sẽ mang, người ta sẽ tập trung để chế tác những cái bộ phận mà của nó sẽ nên tinh tế hơn đó. Ví dụ như cái ở đây các bạn thấy cái mặt số này, mặt số người ta đã chế tác cái hiệu ứng sunburst, tức là cái hiệu ứng mà nó có dạng tia từ trung tâm mặt số nó tỏa ra xung quanh. Khi mà cổ tay của chúng ta chuyển động thì chúng ta hoặc là ngoài chúng ta ngoài sáng, tại vì này chúng tôi quay quay ở trong phòng á, nó ánh sáng đèn bình quang thì nó không có rực rỡ bằng cái ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Các bạn ra ngoài trời á, thì nó sẽ sáng hơn rất là đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta chuyển động á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Đây là có ba kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Những cọc số này, những cọc số là dạng hình tròn. Ở cái góc đặc biệt V5, 10, 15 thì cái cọc số nó sẽ to hơn. Đó, ở cái góc còn lại thì những cọc số nó là những cái chấm nhỏ, nó rất là dễ thương. Ở góc 12 giờ đó là tên thương hiệu Guess, đây là cái góc đẹp nhất. Thường thường tên thương hiệu là được đặt ở cái góc đẹp nhất là góc 12 giờ. Đó. Đây là cái góc là bắt đầu một ngày mới nữa, cái góc rất là quan trọng. Thường thường như đồng hồ chúng ta sẽ thấy ở cái góc quan trọng là người ta sẽ thiết kế cái cọc số nó khác đi một chút. Ở đây thì họ có không có làm như vậy. Đó. Cái ở đây là họ làm giống nhau hết để cho nó đơn giản. Cái điểm đặc biệt thứ hai của chiếc đồng hồ này nó là trên cái vành bezel, các bạn thấy nó có những đính những cái viên đá, một cái vòng đá rất là đẹp, rất là lấp lánh. Khi mà cổ tay của chúng ta chuyển động thì nó sẽ lấp lánh, nó mang lại sự sang trọng cầu kỳ cho chiếc đồng hồ này. Đó, đó là phần mặt số, phần bên hông đây là được đánh bóng hết, được mạ màu vàng và đánh bóng. Núm chỉnh này là cái núm chỉnh là nó thiết kế khá là bé, chúng ta sẽ thao tác hơi khó một chút, tuy nhiên do thiết kế bé nó sẽ cân đối hơn so với cái mặt số đồng hồ. Do cái đường kính này nó nhỏ nên chúng ta phải thiết kế cái núm nó nhỏ theo để cho nó nhìn nó cân đối đó, nhưng nó sẽ nhược điểm là chúng ta chỉnh nó hơi khó một chút, chúng ta chịu khó nó sẽ mang lại cái vẻ đẹp thẩm mỹ hơn, cân đối hơn đó. Phần dây đây, dây ở đây là mặt sau, chúng ta nhìn mặt sau chúng ta thấy chỉ có một mắt thôi, nhưng tuy nhiên ở trên đó, người ta kẻ có cái những đường gân nó chạy nên nó mang lại cảm giác chúng ta là nó có nhiều mắt nó ghép với nhau. Thì nhìn từ đằng sau chúng ta thấy chỉ có một mắt thôi đó, các mắt này nó ghép nối tiếp với nhau. Còn nhìn mặt trên thì chúng ta cảm nhận như là các mắt nhỏ nhỏ nó ghép song song với nhau đó. Ở trên là chỉ như là những đường gân nó chạy thôi, tất cả đều được đánh bóng hết. Đây là cái khóa này là khóa một lần gấp đó, tại vì nó gấp chỉ một hướng qua thôi, nó gọi là khóa một lần gấp. Còn có những cái loại khóa hai lần gấp thì nó thường thường nó được trang bị cho những chiếc đồng hồ mà nó mắc tiền hơn, nó sẽ được trang bị khóa hai lần gấp. Ở đây khóa một lần gấp chúng ta cũng đủ nhu cầu sử dụng rồi đó. Nó có hỗ trợ nút bấm nè, bật lên nó cũng rất là dễ. Trên khóa là có khắc chìm tên thương hiệu Guess. Đây còn phần cái nắp mặt sau, mặt sau thì ở cái góc 12 giờ đó là tên thương hiệu và cái logo của Guess. Logo của Guess là nó là một cái hình tam giác có chữ Guess và dấu chấm hỏi. Water resistant stainless steel WF1209L2. Những thông số này nó được khắc chìm luôn. Ở dưới là dùng chữ Japanese, tức là cái bên trong nó là một cái cỗ máy đến từ Nhật Bản. Còn cái thiết kế bên ngoài á, là của Guess, là một cái thương hiệu của Mỹ, được thiết kế tại Mỹ. Hiện tại thương hiệu này nằm ở California, còn cái họ sử dụng một cái máy của Nhật đó. Còn cái phần dây ở đây họ không có ghi. Một số thương hiệu người ta ghi luôn là phần dây nó được sản xuất ở đâu. Đó, dây ở đây chỉ ghi là stainless steel thôi. Còn đây là cái thông tin thẻ tách nè. Phía trên là cái tên thương hiệu, phía dưới đó là cái mã sản phẩm WF1209L2. Đó là những cái khoảnh khắc review nhanh của ship đó, dành cho các bạn nào đang quan tâm thì các bạn có được những cái góc nhìn rất là chi tiết, và những cái thông tin mà mô tả của chúng tôi sẽ hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn xem nó có phù hợp với mình hay không. Đó. Món này thì chiều rồi nó sale, giá có giá rất là mềm, chỉ hơn 60 đô thôi.
Hiện tại trên website của ship ở phần trang chủ chúng tôi có phát triển một cái trang nó chuyên tổng hợp những cái mẫu đồng hồ mà đang sale sâu nhất tại Mỹ. Đó, các bạn bấm vào cái trang đó. Ở trên cùng của cái trang chủ nó có một cái banner, các bạn bấm vào banner đó sẽ mở ra một cái trang tổng hợp những cái mẫu đang sale. Đó. Thì trên cái trang đó chúng tôi có cập nhật, nó có cập nhật giá cho các bạn luôn, giá theo cái nó cập nhật với so với những cái sale nhà cung cấp bên Mỹ luôn, nó đồng bộ. Đó, các bạn thì các bạn có thể xem trên đó nó báo giá trực tiếp trên đó luôn, các bạn không cần phải hỏi báo giá từng cái ở trên đó, nó có tính giá tự động hết, nó đồng bộ dữ liệu so với các nhà cung cấp ở Mỹ, sau đó nó sẽ báo giá cho các bạn đó, rất là đầy đủ. Và các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website cũng được, nó có cái nút đặt mua ngay á, các bạn bấm vào nút đặt mua ngay, tuy nhiên nó sẽ yêu cầu các bạn phải đăng ký tài khoản, thì các bạn đăng ký tài khoản một lần thôi, sau đó nếu mà về sau các bạn đặt lần thứ hai á nó rất là tiện, nhưng mà các bạn đặt lần thứ hai nó sẽ tự động nhớ là những cái địa chỉ của bạn đã điền ở lần thứ nhất đó, nó tiện hơn, các bạn chỉ cần đăng ký một lần và điền cập nhật thông tin một lần thôi, sau đó các bạn đặt là nó sẽ về thẳng luôn. Và nó khi mà các bạn đặt hàng trên web á, nó sẽ có những cái thông báo tự động nữa, nó thông báo tiến độ qua email liên tục để cho các bạn nắm được cái hành trình kinh hàng mình nó đi tới đâu và nó đã chuẩn bị giao cho mình chưa, để biết đường chúng ta chuẩn bị tài chính nữa. Nhiều trường hợp mà hàng nó giao tới mà chúng ta chưa có đi rút tiền kịp thì nó hơi mất công một chút đó, thì những cái thông báo của chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho các bạn chủ động được trong việc nhận hàng và trong trong việc thanh toán đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.